Tú Vân Mobile xin kính chào mọi người Ngày hôm nay bên 5 có đi chọn máy Và hôm nay bên 5 có 5 cây iPhone xin chưa đúng ốc Chưa bung mở Xin nguyên bản hàng tuyển chọn để giới thiệu với mọi người Đầu tiên em giới thiệu với mọi người một cây iPhone SE 2020 Phiên bản quốc tế 64GB Về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé Em sẽ cố gắng quay rất là sát, rất là kỹ và rất là nét cho mọi người xem. Về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đụng ốc. À, tức là bên em bao là máy chưa động chạm vào bất cứ còn ốc nào mọi người nhé Máy chưa bung ốc thì đồng nghĩa với đó là máy chưa bị bùng mở một lần nào và chưa bị thay thế sửa chữa bất cứ một bộ phận nào ở bên trong. viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 81%. Cây máy này có mã số là 219T và mức giá bên em để cho mọi người là 3 triệu 450 nghìn. Mức giá bên em báo là giá chọn gói mọi người nhé. Trong đó thì đã bao gồm miễn phí ship cho mọi người trên toàn quốc, tặng cho mọi người một bộ phụ kiện chất lượng, bảo hành 12 tháng và thay pin miễn phí 12 tháng bao zin không zin tặng máy và bao cho mọi người cả dùng thử không ưng không thích có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền nếu mọi người không lấy sạc hoặc muốn có một số tháng bảo hành thấp hơn 6 tháng hoặc 3 tháng thì bên em sẽ trừ tiền trực tiếp ở trên giá bán cho mọi người mọi người nhé và tiếp theo là một cây iPhone SE 2020 phiên bản quốc tế 64GB về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé Mọi người có thể thấy là máy không hề bị cấn móp, không hề bị trầy Và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 87%. Cây máy này có mã số là 516T và mức giá bên em để cho mọi người là 3 triệu 500 nghìn. mức giá bán của bên em ở trong những video khác nhau thì nó sẽ có chênh lệch mọi người nhé Tại vì do máy của bên em là máy chọn nên là nó sẽ phụ thuộc vào giá của từng lô máy ở từng lô khác nhau thì giá nó sẽ khác nhau và của từng đầu buồn khác nhau thì họ cũng sẽ cộng thêm một số tiền khác nhau tại vì bên em đi chọn những cây máy zin chất nhất của họ nên là họ sẽ cộng thêm một khoản tiền có chủ thì cộng nhiều có chủ thì cộng ít mọi người nhé tại vì những cái cây kia thì họ sẽ khó bán hơn và tiếp theo là một cây iPhone 11 phiên bản quốc tế 64 g về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé vỏ của cây máy này thì có hơi lấm tấm chóc sơn Đấy. về cơ bản thì đẹp mọi người nhé nói chung là vỏ nhôm thì nó cũng rất là khó tránh khỏi và cây máy này thì nhìn kỹ lắm thì cũng mới biết được Và viền pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 86%. Cây máy này có mã số là 638T và mức giá bên làm để cho mọi người là 6 triệu 700 nghìn. Và tiếp theo là một cây iPhone 13 phiên bản quốc tế 128GB. Về ngoại hình thì máy đẹp 99 chín chín mọi người nhé Cái máy này thì có màu hồng mọi người nhé Tại vì nhiều bác thì hay nhầm giữa màu hồng và màu trắng của dòng này Nên là em cũng phải nói rõ ừ. Ở bên em thì bán hàng rất là rõ ràng Quay rất là sát, rất là kỹ và rất là nét cho mọi người xem Kể cả khi mọi người có inbox cho bên em hỏi mua máy thì bên em cũng sẽ gửi hình ảnh, video cả hình ảnh cả video mọi người nhé. bên em quay chụp rất là kỹ, rất là sát và rất là nét để cho mọi người tham khảo kỹ lưỡng trước khi đi đến quyết định cuối cùng. và khi đi mua một cây máy cũ thì cái điều quan trọng nhất là chất lượng của máy, tức là máy đã qua thay thế sửa chữa gì chưa mọi người nhé chứ không phải là ngoại hình. nhiều khi là mọi người mua một cây máy zin nhưng xấu còn hơn là mọi người mua một cây máy đẹp mà đã qua thay thế sửa chữa một cái gì đó rồi và máy bên em thì bao với mọi người là zin chưa động bất cứ một con ốc nào là một cái chuẩn zin cao nhất của máy iPhone đã qua sử dụng và pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 88% cây máy này có mã số là 129T Mức giá bên em để cho mọi người là 10 triệu 900 nghìn Và tiếp theo là một cây iPhone 11 Pro Max Phiên bản quốc tế 256GB Về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé Ở một cây máy Zin chưa đúng ốc thì mọi người nhìn vào vỏ của máy thì mọi người có thể đánh giá được phần lớn cái chất lượng của máy tại vì chủ cũ phải dùng rất là giữ gìn thì vỏ của máy mới còn được đẹp như thế này mọi người nhé còn hiện tại mọi người mua trên thị trường thì đa số là máy đẹp nhưng rất là nhiều ở trong số đó là máy đã qua thay vỏ đã qua ép kính hoặc đã qua thay lưng mọi người nhé những cái máy đó thì mặc dù là nhìn thì đẹp nhưng mà Máy đã từng bị vỡ, thậm chí từng bị đập à, Nên chất lượng sẽ Kém Chứ không Giống như những cây máy mà TuVon Mobile chọn về để bán cho mọi người Là những cây máy ZIN chưa đúng ốc Đồng nghĩa với đó là chưa bị bùng mở và chưa bị thay thế sửa chữa bất cứ một bộ phận nào Và viên pin ZIN theo máy của cây máy này thì còn ở mức 84% Cây máy này có mã số là 236T mức giá bên em để cho mọi người là 10 triệu 500 nghìn để đặt mua máy mọi người liên hệ với bên em qua hai số hotline là 0818 463 888 hoặc 0763 911 666 cả hai số này của bên em thì đều có Zalo bên em có hai cơ sở ở Hà Nội thứ nhất là ở số 40 võ thị 6 Hà Đông thứ hai là ở Yên Lỗ Cẩm Yên Thạch Thất Hà Nội với khách hàng ở xa thì bên em có hình thức ship code khi nhận được máy mọi người được kiểm tra kỹ càng trước khi thanh toán và kể cả sau khi thanh toán thì mọi người vẫn có chọn viện một ngày tức là 24 giờ để dùng thử. Nếu cảm thấy không ưng, không thích thì mọi người có thể yêu cầu trả lại máy bên em và nhận lại tiền mọi người nhé. Với chính sách này thì mọi người mua máy sẽ rất là an toàn. Và với chính sách này thì Tu Vân Mobile cũng muốn đảm bảo là 100% khách hàng đến với Tu Vân Mobile sẽ có trải nghiệm hài lòng. Ở website của bên em là tuvanmobile.com Với phương châm là hàng chọn giá thấp thì bên em chuyên chọn cho mọi người những cây iPhone còn nguyên zin chưa động bất cứ một con ốc nào. Những cây máy như thế này hiện tại ở trên thị trường thì không có nhiều. Trong một lô thì bên em cũng chỉ chọn được một số lượng rất là ít mọi người nhé. Và để nhập được thì Việt Nam cũng phải mất công đi tìm đi chọn và nhập được thì cũng phải nhập với một mức giá cao hơn so với những cây máy mà hiện tại các thợ các shop đang bán cho mọi người dưới dạng máy zin ở trên thị trường thì những cây máy đó thì hầu hết chỉ là máy đạt tình trạng là men zin màn zin mọi người nhé tức là hai bộ phận chính ở bên trong máy là zin và hầu hết thì đã bị thay thế sửa chữa một hoặc một số bộ phận ở bên trong không giống như máy của tú vân mobile thì bên em bao với mọi người là zin chưa động bất cứ một con ốc nào mọi người có thể xem hàng trăm video mở máy ở trên kênh tú vân mobile thì mọi người sẽ thấy là phải vận hai con ốc ở phía dưới phần chuôi sạc thì mới có thể mở máy và mở máy thì mới có thể thay thế sửa chữa được mọi người nhé đường link của khoảng 200 video mở máy thì bên em đã để ở phía dưới phần mô tả Mọi người có thể click vào đó để xem và tham khảo. Bên trong một cây máy zin chưa đúng ốc sẽ rất là sạch đẹp và nó không hề có những cái dấu hiệu của việc đã bị thay thế sửa chữa, đã bị bàn tay thợ hoặc bàn tay của bất cứ ai động chạm gì vào bên trong. Ở đây thì mọi người có thể thấy là ảnh chụp của một cây máy iPhone zin chưa đúng ốc thì rất là đẹp. Đấy. Và nó rất là sắc nét mọi người nhé. Mặc dù là chữ rất là nhỏ Nhưng mà zoom lên thì đọc rất là rõ à, Màn hình của máy thì sáng đẹp Chu tông đầy đủ mọi người nhé Cảm ứng của máy thì rất là nhạy và tốc độ máy nhanh. Nói chung là những cây máy này thì sẽ giữ được tối đa những cái đặc điểm, những cái ưu điểm mà một cây máy vừa mới được bán mới ra ở trên thị trường có được mọi người nhé. Tại vì so với một cây máy vừa mới được bán mới ra ở trên thị trường thì nó là nguyên bản, chưa động chạm gì vào bên trong máy mọi người nhé. Và những cây máy này thì có một đặc điểm rất là quan trọng là máy rất là bền kể cả khi mọi người có lỡ tay đánh rơi thì cái tỷ lệ lỗi tỷ lệ vỡ của máy cũng thấp hơn hàng dựng hàng sửa hoặc những cây máy chỉ đạt tình trạng man manzin ở trên thị trường rất là nhiều và những cây máy này thì còn áp suất zin chống nước rất là tốt à, nên nó sẽ là một cái bảo hiểm cho mọi người khi mọi người có lỡ tay đánh rơi vào nước và về mức giá thì bên đang cố gắng để cho mọi người với một mức giá rẻ nhất hợp lý nhất có thể so với thứ nhất là chất lượng máy hàng tuyển chọn và thứ hai là so với một chế độ bán hàng và bảo hành rất là dài, rất là tốt. Nếu mọi người muốn giảm giá thông qua hình thức là không lấy sạc hoặc muốn có một số tháng bảo hành thấp hơn thì bên em sẽ trừ trực tiếp trên giá bán cho mọi người. Và tất nhiên là giá của những cây máy này sẽ cao hơn so với những cây máy hiện tại các thợ các shop đang bán cho mọi người dưới dạng máy zin bình thường ở trên thị trường chỉ đạt tình trạng menzin zin máy zin chưa đúng ốc thì sẽ có mức giá cao hơn mọi người nhé mặc dù là cao hơn như thế nhưng nếu so về chất lượng máy và các chế độ bán hàng và bảo hành thì giá như thế này là rất là hợp lý nó không phải là cao và nếu ví dụ mọi người không lấy sạc không lấy phụ kiện hoặc là lấy bảo hành thấp hơn thì thậm chí mức giá có thể là khá là rẻ. Về hai vấn đề là máy quốc tế và máy chính hãng thì bên em bao với mọi người hai vấn đề này trọn đời, tức là sau cả thời gian bảo hành. Ngoài ra thì bên em còn có chính sách bao zin, không zin tặng máy và bao dùng thử không ưng có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền không cần bất cứ lý do gì cả đến đây thì tú vân mobile xin kết thúc video chân thành cảm ơn hàng ngàn khách hàng ở trên cả nước trong nhiều năm qua đã tin tưởng và đặt mua iphone của tú vân mobile hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo